cây rừng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với phiên chợ tiếp theo của kênh Star TV. Hiện tại Hải đang có mặt tại chợ phiên Xín Tráng các bạn nhé. Hôm nay mình đi ăn vào trong chợ để kiếm một chút đồ ăn sáng, sau đó thì quay chia sẻ với các bạn hôm nay chợ có những cái gì, và sau đó mình có một chút việc bất ngờ với các bạn này. Rồi xem đến hết video nhé, xem hôm nay là có cái việc gì nhá. Ok, let's go. Chợ mình đi từ sớm ấy, đâm ra là cũng chưa người hầm mấy. Huynh đệ ơi, huynh đệ ơi, huynh đệ ơi, huynh đệ à. Đây là cái cái chị này là mua bán quần áo này các bạn ạ. Khu vực bán xôi, sao người đẹp. Đây là câu lạc bộ này là chuyên bán xôi các bạn nhé. Bán xôi ngay phía cổng ra vào á. Lạc luộc đấy. Xôi này rồi lạc luộc. Bao nhiêu bát đấy em? Mình này. 2 bát. Đây là thường thường hay có giá là 10.000, 5.000. Đây là phía ngoài cổng chợ các bạn nhé. Mặc dù là giờ rất sớm nhưng mà bà con họp tương đối là đông rồi. Bán chổi, chỗ này là bán chổi bán gạo này. Còn bên này là bán những cái đồ dụng cụ cho may quần áo ấy. Đây có một ít nho rừng này. Cái này bán bao tiền đây? Cái này bỏ theo ạ? Cái này bán 10.000. À 10.000. Đấy mình nói các bạn rồi. Ở đây tầm giá 10.000 các bạn ạ. Các bà đang hăng say, rất chi là hăng say nặn bánh này. Mấy bà này là người nung các bạn ạ. Ayu. hôm nay trời mưa các bạn ạ, nên là đường nó hơi bẩn. Chào anh. Chào em nhé. Đây họ cho mấy viên gạch lên đấy để đi cho nó đỡ. Cho mấy viên gạch là đi quán thịt chó đấy, thịt chó dừa nhá. À chào chú nhá. Chú chưa đi quán thịt chó à? Hả? Chú đi chưa đi quán thịt chó à? Đi qua rồi kia đang chuẩn bị rồi, dừa nhá. Dừa rồi à? Gì ra nhanh không phải hết đấy. Vâng. Không đi nhanh là thịt chó là nó hết mất rồi. Đây là thịt chân giò. Đấy, chào chị nhá. Ra đây nhiều quá rồi, đâm ra thành quen hết rồi các bạn ạ. Thanh niên này ăn phở không có thịt à? Ăn phở không có thịt đâu, ăn phở không đâu. Phở không à? Chị cho nó 20.000 thịt đi, em đổi tiền cho. Cú ăn thịt đâu? Ăn thịt nhá. Hả? Mày trả tiền nhá. Để anh trả tiền cho nhá. Đây chị này. Cho nhiều nhiều thịt tí nhá. Đấy, thành bát thịt là bát phở lại thành ngon ngay. Nhìn thấy mình đã thấy thèm. Con nào tốt? Nào, nhìn bát phở ngon chưa?
Làm tí rau sống không ạ? Cảm ơn nha. Ăn ngon miệng nhá. Bên này có gà ngon thế nhở. Chào cô chú nha. Cho anh quay nhờ chút. Gà ngon thế. Đây là gà nhà mình ấy đúng không ạ? Gà lành danh quá mà. Gà mà bé bé này các bạn ạ. Đúng là gà trong bản luôn ạ. Chị đang mua đấy à? Mua nửa con à? Phiên trước là mình vừa mới ăn gà xong, có lẽ là phiên này mình sẽ kiếm cái gì đó nó khác á. Đó là một tí. Ăn đi, ăn một con đi. Ăn một con đi. Gà đùi gà ngon chưa? Gà bản thì nó chỉ bé bé này thôi mà. Chứ gà nuôi trong bản này. À, chị mua cái bộ gan này à? Cái gà này là bán bao tiền một lạng? À, một lạng rưỡi à? Bao tiền một lạng hả chị? Cái gì này cái gì cho ấy? Mà ăn luôn gì nè? Mà cho gì nè cho? Thơm nước mũi luôn. Thơm thật đấy. Ông ăn sáng chưa ông? Ông lại ăn sáng thôi. Ông ăn sáng chưa? Ông ăn chưa? Chưa. Chú ơi, ông đi ăn sáng chưa? À, hai ông đi cùng nhau kìa. À bố à? À thế là có rồi. Thế này đây là bố, đây là con đây đúng không? Vâng. À, có một bát thịt to đùng mà. Đây là món Hải yêu thích các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ bắt đầu mới cho lên luộc. Đây nha, đây là món yêu thích của Hải nha. Bây giờ mình đang cho lên luộc nha. Lát nữa lại ra làm cái còng ăn cho nó đỡ buồn. Con này em này to không em? Ăn rồi nó phải có cái mỡ này nó mới ngậy nha. Cắt luôn lấy cái chai này để đút đúng không? Đấy. Các bạn là hôm nay là tập thể dục hơi là hít vào thở ra. Hơi quá độ. Nói chung là hít cũng phải hít mà lúc thở cũng phải thở. Đâm ra là hôm nay dậy muộn đúng không? Nói chung là hít cũng phải hít mà lúc thở cũng phải thở. Úi dồi, thế này thì là sao mà không ngây ngất lòng người? Đúng không anh? Dạ. Yeah. Cây rừng ấy. Cây rừng. Ôi, đã cày thì cày mãi không thôi, cày chỗ nào đây? Kìa, cày chỗ nào kìa? Này là kẹp thôi, thịt heo rồi nó mới ngon được. Nhưng mà nấu rồi chiên nấu. 15 phút sau là ăn được rồi rồi. Sau thì lúc đấy đã say mẹ rồi còn ăn được nữa. 5 phút sau anh phải say nhá. Không say là không được.
Tìm mà mời. Ăn của mới lên đâu ảnh nhờ. Lấy cái súng luôn à? Mười chín đủ tháng năm. Đủ mình có hoàn đi hoàn con đưa đua. Con để chi đi đại. Nói tiếng nha, nói tiếng gì đấy? Tiếng Thu Lao. Thu Lao à? Vâng. Hôm nay đến là một dạng nhà chú này. 19 đô thăng nào. Đủ mân có hoàn đi hoàn cơn dư đua. Con để chi đi đái nào. Nói tiếng nha, nói tiếng gì đấy? Tiếng Thu Lao. Thu Lao à? Vâng. Làm gì còn chơi được. Cái súng đấy chỉ có nhá được thôi, không chơi được nữa rồi đúng không? Người ta gắn tem đây đàng hoàng, không đọc ký hướng dẫn thì còn sử dụng gì. Số đấy là mấy lạng đấy? 6 rồi đấy. Bao tiền một lạng ấy nhỉ? 25. Chặt của anh mà để rơi xuống là anh bắt đèn đấy nhé. Điểm gặp con luôn. Lấy ăn hẳn cái đùi nhá. Đây gì? Ờ. Anh ăn đùi này. Ngan đây rồi. Đây mà nó mới có khớp của nó anh ạ. Hả? Anh bảo là chặt từ chỗ này nhưng mà chỗ này nó mới có khớp của nó. Đúng rồi. Mình ăn uống đạm bạc thì các bạn, chó thì chỉ xin phép là ăn cái đùi thôi. Đấy. Anh thấy cái này chưa chín lắm rồi, em cứ cho em nấu lại cho anh cẩn thận nhé. Ừ, thì anh quay lại ăn em vớt ra. À, người khác ăn tái tái được. Nhưng mà mình thì bụng dạ kém các bạn ạ. Cái chanh con lấy không? Không, chỉ lấy mỗi cái đùi thôi ạ. Con nào nữa? Ở trên này, này đúng rồi. Là lên các chợ phiên vùng cao này mới rất khó ăn. Lúc nào cô ta sẽ nhìn chú ở Canila. Gà mà. Ở Canila. Đây là cái chân của cháu đúng không?
mua hàng đi. Đây cho biếu chú. Kia ăn đi. Chân này thực ra là không có thịt đâu các bạn ạ. Quay anh em uống rượu nhá. À. Ừ. Uống đi. Rồi, mời các chú đây. Một, uống đi. 2 3. Rồi đi. Rồi. Đây đây các bạn. Bây giờ cái đùi chó của mình nó cũng chín rồi đấy các bạn ạ. Đấy cái cẳng chó này, à. Ăn uống thì sinh hoạt kiểu đạm bạc nhẹ nhàng này thôi. Ăn nhiều quá để anh em cứ bảo. Em để cái đấy cho anh dễ cầm. Em để gần khứa khứa đây cho anh là được. Đấy. Đây các bạn ạ, à, đây là cái cẳng của mình này. Ngon lắm. Chấm hết luôn, đấy, em cho cái gì rồi đấy? À, cho một chút nước này. À, tí chanh đây các bạn ạ. Thôi, mời các bạn nhé, mời các bác nhé. Các anh ấy đang nhìn thấy cái cẳng to quá các anh. Phải có rượu chứ bác. Ờ phải làm tí rượu chứ. À, không. Không có rượu thì ăn. Không các bạn là mình lái xe nên mình không chơi được rượu. Ăn nóng nó mới ngon các bạn ạ. Này. Hôm nay mình sẽ ăn hai cái cẳng nhé. Một là cẳng chó hay là cẳng gà vì hôm nay hơi đói. Tức là ăn hơi nhiều một tí. Đây cái này là cái cẳng gà này nữa. Không lắm chất lắm. Đây, vừa mới đi mua về xong gà bản luôn nha. Gà bản xịn luôn. Mày hơi đói làm hai cái cẳng thôi. Rồi, mời các bạn nhá. Ui ôi. Hẻm không? À, mời các bạn nhá, mời cả nhà nhá. Mời anh em nhá. Đây rồi, còn rượu cơ. Thôi, rượu chè, hư người. Vừa ăn vừa lắng hết đi. Đấy, lắng hết đi. Ui, ui, đấy. Mày đi trên này. Em rượu ngô các bạn ạ. Không đùa được. Rượu ngô là say đấy. Vừa nãy em bỏ vào lộ rồi. Nhưng mà nó vẫn hơi cứng. Toàn lắm. Lâu lâu mới ra chợ phiên này, đâm ra là cứ phải ăn uống cho nó đã. Rồi, mời các bạn. Mà làm thêm một tí gà nữa cho cái đùi chó kia nó nóng quá, nó bỏng quá nên là chưa không ăn được. Phải chờ nó nguội một tí đã. Giờ lại làm cái đùi gà. Gà này gà. Đó. Gà đen mới là ngon. Từ nãy giờ ăn quên chưa bỏ mũ ra. Tập trung vào ăn quá. Lúc đi ăn đang có lắm à. Lửa vào kia là nước. Tí nữa là làm hộp rồi. Đã ăn uống nó làm phải sớm mồm. Không ăn thì thôi. Chứ còn đừng có kiểu ăn uống mà cứ e dè xong rồi thế lọ kia. Nhưng mà ăn uống này về các bạn phải tập nhá. Tập thật tốt đó. Phải tìm chỗ xả luôn đấy.
thấy anh ăn người ngoài ai cũng thèm, bọn em cũng thèm lắm để ăn. Rồi, mình cảm ơn. Cay một tí đúng không? Rồi, ok. Anh em cứ bảo các bạn ạ, cứ bảo làm một tí là cay cay á. Nhưng mà cái này là đủ cay, ớt là đủ cay rồi, nhưng rượu vào là chết. Cái này bây giờ nó nguội nguội rồi, tức là ăn nó rất dễ. Rồi các bạn ơi, hôm nay là sau đây mình xem nốt cái còng chó này đã, sau đấy thì mình đưa các bạn đi trải nghiệm chợ nhé. Với lại là các bạn cứ xem hết video nhé, tí nữa có một điều đặc biệt đấy. Rất nhiều bạn hay comment là mình sau đó thì các bạn lát sẽ biết nhé. Chờ tí. Bên này cũng có gà đen này. Này là thịt thủ anh ấy đã lọc ra rồi. Đây rồi, đây là bộ lòng phèo này. Cái này thì cũng rất là ngon nhưng mà hôm nay mình không để ý đến nó, mình sẽ để ý đến. À chào cô nhá. Đây con ngan này. Ngan này là cái đùi ngan các bạn ạ. Đang bốc hơi nghi ngút này. Nhưng mà con này có vẻ hơi nhiều vô lông. Nhiều lông ạ. Yeah, chủ quán này. Vâng ạ. Rồi. À bắt lông hơi nhiều lông ấy nhá. Đang bảo là con dâu vặt ấy. Con dâu này không được rồi. Con dâu này vặt nhiều lông quá. Đứa nào con dâu. Trên mình thì nó là khu vực Tây Bắc các bạn ạ. Thì nó rất là đặc trưng với lại các phiên chợ vùng cao này. Rồi những cái món ăn nhiều người cứ hay hỏi mình bảo là tại sao mà mọi người ăn ở đây xong hay cứ vẩy vẩy cái đũa ấy. Bởi vì là họ ăn mèn mén các bạn ạ, dính vào đũa ấy. Thật ra là phải đập vào bàn. Đó, các bạn nhìn chưa? Đấy, cả cô kia nữa kìa. Bảo chú là anh mời chú ít thịt được không? Em thái chú 50.000 đồng thịt cho anh đi. Thái tiền, thái đi. Chú chờ tí nha, thái chú thịt 50.000 nhé. Vâng. Đấy, đấy mới ngon ạ. Đây anh. Ngon chưa? Thịt ngon đấy. Lợn đen. Lợn đen hết đấy anh ạ. Ừ. Đây luộc chín nhừ đấy. Các cụ hay thích ăn nhừ đấy. Ờ. Đến mình đây mình còn đang thèm rồi này. Thôi, chống vật miếng đấy các bạn ạ. Mời thì mời cũng phải chống vật miếng. Ngon lắm. À, cho mời chú nhá. Ngon lắm mấy chú ạ. Ngày lắm. Thế gửi tiền bà. Chú ăn thêm bát mèn mèn được không? Ăn thêm bát nữa nhá. Cháu mời, đây. Cháu ăn mèn mèn nữa. Rồi mời chú nha. Vâng. Mấy gì nữa. Chú là người Mông ạ? À người Mông. À, chú ăn đi. Chơi quả cha. Chơi quả cha, nhá. Một ta ăn còn nó à cha. Này, táo con đi, cho con đi thăm.
Thôi, chú ăn ngon miệng nhá. Ra chú hộ mà. Đây là làm gì đây? Làm dồi à? Vâng. Đây là làm bát nồi dồi lợn này. Có cả su su với lại là hành à? Vâng. Hành với lại thịt. Hành với thịt à? Ôi rồi, hai vợ chồng đây. Mỗi người mỗi người bế một thằng. Nó sợ cái đấy. À, nó sợ cái đấy à? Ôi rồi, chú xin lỗi. Đây là nào? Đây là đang làm một thủ lợn này. Ừ. Sợ được không? Sợ cái gì? Mình lên TV mình còn đẹp trai đấy nhỉ. Cho 3 miếng ngô nào. Thế nó đang ăn ngô bạn ạ. Thằng này bé hơn thì nó không sợ cho bạn. Vừa vớt ra nó nóng lắm. Chờ chia chờ mẹ không chưa thấy ông ra. Dạ. Ở ngoài nhé. À ông mày á. Ông mày chắc là tí nữa mới ra. À, ở dưới xuôi thì đang dịch bệnh này rất là căng các bạn ạ, nhưng mà ở trên vùng cao này thì không vấn đề gì cả, nên là bà con này vẫn đi chợ, chẳng qua là nó hơi gọi là vắng hơn một chút rồi chứ cũng không có gì là hỏi cả. Đấy, chào cô nhá. Chào các cái gì nhỉ, tiến sĩ à? Chào các tiến sĩ. Bây giờ cô hôm nay có cái món này ngon thế nhỉ. Cứ thấy cái món nào bốc hơi nghi ngút là chỉ muốn ăn luôn. Ủa, thấy cô có em gái nào xinh thế ra hỗ trợ. Hả? Ở đây mà gái xinh này ra chợ là hay bị kéo về làm vợ lắm đấy. Thế chờ anh nhé. Anh ăn cái đùi. Anh ăn cái đùi đi. Đùi xong rồi tí nữa anh sẽ kéo em. Thế giống cô không? Con gái cả của cô ấy. Đây à? Đây con gái cả của cô á? Cô con gái xinh này sao lần đầu tiên cháu thấy cô mang ra chợ đây? Đang cất ở nhà không mang ra chợ anh? À. Nói chung là yêu em thì chắc chắn là có động lực hơn các cô gái khác, bởi vì mẹ em lúc nào cũng bán cái mâm thịt rất là ngon. Đúng rồi, nào đói là được ăn không anh? Anh mình không sợ kiểu mình không sợ kiểu chết đói nhá. Rất thông minh. Nên là tí là mình phải xin cái Facebook của bà ấy các bạn ạ. Bởi đêm. Ngon quá, hấp dẫn quá. Cái đấy là cái mặt lợn hả cô? Vâng. À, cái đấy chắc chưa chín đâu. Chắc là... Nó không thể về ra một tí rồi. Anh ở đâu lên đấy? Anh ở Sapa. Em biết Sapa không? Cho con lên cho con lên Sapa rồi à? Vâng. À thế à? Nhà người ở dưới với cán cấu họ bảo là nhìn thấy cô ở trên. À nhìn thấy cô ở trên TV đúng không? Đúng rồi. Mai là nhìn thấy cả cô và con gái cô này, chú lên TV hết nhá. Gia đình bán phở. Gia đình đã gia đình bán phở. Cô cái chỗ này bán thịt rồi chuyển làm bán quần áo hả cô? Bán. À, thịt họ chuyển đi đâu rồi ạ? Chuyển đi dưới kia rồi. Dưới kia à? Ờ. Thế thì bây giờ mình phải đi... Đây còn xương thôi. À. Xương với đầu đây. Đây là cái nồi nước dùng với là cái... Ốc đậu. Nồi ốc đậu. Ở Hà Giang người ta gọi cái này là tẩu chúa. Ừ. À, cái này ngon nhỉ. Đúng phèo xịn luôn đấy. Phèo lợn đen luôn. Ừ. Ngon. Còn ở phía trên này là cơm này. Cơm với lại là mèn mén nhé. Mình quay đi quay lại mèn mén thôi mà nhiều người cứ hỏi là ơi mèn mén là làm từ cái gì đấy. Ừ.
Đấy, các chị đây đang thử váy các bạn. Đây là cái váy người Mông Hoa xịn ở trên này nhé. Cái cam để lúc các cái hát đó là mầm. Tôi đã tìm thấy là có sự nhà nó gặp là bắt đầu quay cả là bắt đầu. Nó quay qua mà, nó bắt chắc quay, nó bắt quay. Nên chúng tôi nè. 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 Nên chúng tôi Nóng hổi. Nóng quá luôn ạ. Không cầm được. Đây là cái khu vực chợ bán doping các bạn nhé. Đây là rượu này là rượu ngô đấy. Rượu này uống thì say chắc là lâu tỉnh lắm. Em gái đang thử bộ váy người Mông luôn ạ. Bộ váy này đẹp phết đấy, đừng tưởng mua chuyện rẻ thôi nhé. Để mình ra nói chuyện là giá của váy. Em ơi, bộ váy này bao tiền? 2,5 triệu. 2,5 triệu? À, đây là nguyên chân váy không hay là cả áo? Nguyên chân váy. À, nguyên chân váy à? Đấy các bạn ạ. Đây là váy này được làm thủ công nhá, được may thủ công luôn. Nên là giá rất là cao. Người ta có khi người ta may cả năm mới được một bộ mà. Nhiều bạn bảo ôi rồi cái váy trên này đắt thế nọ kia. Các bạn biết là người ta may cả năm, người ta mua bộ này người ta mặc cả đời luôn, chả bao giờ hỏng luôn. Em thử quay một vòng anh xem nào. Xinh nhỉ. Có người yêu chưa? Chưa. Hôm nay bao nhiêu tuổi rồi? 18 à? Anh 19 đây. Gái hơn 2, trai hơn 1 đây, vừa đẹp đấy các bạn ạ. Em là người Mông luôn à? À. Cái này đúng ra con gái người Mông là phải biết may vá này chứ. Em không biết may à? Em không biết may, em chỉ biết thôi. Rồi, cảm ơn em nhé. Phía dưới này mình có thấy bán khào khào các bạn ạ. 20.000. À, 20.000 một chai ạ. Vâng. Khào khào là 20.000 một chai. Đây là bán tóc luôn. Vâng. Bán tóc này, đây là bán những cái đồng bà cổ này. Còn đây là bán cái con sâu con bò. Đây còn đây là bán em gà này. Con gà này bán bao tiền đây cô? Bán hay là mua đây? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền chị? Hả? Ít kia mà có
Một cân là 120 à? Ừ. Bao tiền sâu này anh? Một cân 100.000. À, cân 100 à. Ừ. Ừ. Nhiều đấy nhỉ? Được chưa? Nhiều lắm, trong nhiều lắm. Chỗ này là khu vực bán hàng các bạn nhé. Đây mua hay bán đây bác? Bán này. À thế ạ. 500.000 con này thôi. Rẻ thế? Rẻ thôi. Sao không bán hẳn 1 triệu cho nó chắc? Không, bán 500 thôi. Chắc là bác ấy chưa vừa mua về các bạn. Khu vực bán ngan. Trên này nó chia từng khu nhá, bán chỗ bán gà, chỗ bán ngan, chỗ bán vịt, chỗ thì bán lợn. Đây, khu vực này là bán lợn này, mà nó nằm hết trong bao các bạn ạ. Đây các bạn nhá, khu phía dưới này là chợ chim Họa Mi này, còn phía trên này là chợ trâu này, trâu bò. Cái khu chợ này họ đang xây dựng lại ấy, đâm ra là nó hơi nhìn nó hơi chim Họa Mi ở trên này bao giờ thu hút được rất nhiều những nam giới các bạn ạ. Còn anh em đàn ông chơi chim thôi. Các thấy phụ nữ ra khu vực chơi chim được bao giờ. Phía trong này là khu vực bán thịt lợn các bạn nhé. Trang cái đẹp. Chục người. Đảm bảo một ơi con này có thịt lợn ngon không? Có thôi, con này thịt nạt thì không phải chê rồi. Ba chị bán thế nào đây? Em ơi, ba chị bây giờ bán bao nhiêu nhỉ? Ba chị bao tiền? Ba chị 14. Hả? Ba chị 14. 14 đây. Anh không biết, anh không biết lợi để nó mua linh tinh. Ừ. Một số con nó hôi. Đúng rồi. Mình báo mình, thứ nhất là mình mất tiền không không quan trọng mấy, nhưng mà phải ăn được. Đúng rồi. Ăn mua cả cái này thì 70 thôi. Vừa này mỡ quá em ạ. Bố cầm 4. Con này mới là ngon này, ba chỉ này mới là ngon này. Nhưng mà nó mỡ quá. Cái này không mỡ đâu anh ơi. Ừ. Không mỡ thế nào luôn. Đấy, ở đây mua rất cẩn thận nhé, cho lên ngửi đàng hoàng. Đây, ngửi nó có nhiều hôi ấy. À, hôi là không ăn được là hỏng không? Hỏng hết cả nồi phở mình đấy. Đúng rồi. Cùng với bao tiền? Cái này 170 một cân à? Cái này gần như nguyên thế nào luôn. Nó chứ hoa kỳ đây. Bì này anh lấy à? Như anh mua đây cho một tí này về anh về làm nem. Nem à? Nem thính. Nem thính. Đúng không? Nem thính ngon đấy. Anh để cân đi cù lên thế nào? Cho đủ 2 cân nhá. Đến ngay 3 chỉ. Đến ngay 3 chỉ. Xong rồi đấy bố. Được, đấy, lấy cục đấy. 2 cân 2. Cắt tỉa tỉa đi thành 2 cân là đẹp. 2 cân là 260, 280 nghìn thôi. Được rồi, ok. Lẻ không lấy tiền. 280 nghìn. Vậy mày cho anh nghe thêm 20 nghìn tiền mỡ nữa vào. Để về cho ông cụ ông dán mỡ ông ăn. Cho thành 300 nghìn đi. Lấy cái chưa thái này hay là thái? Ừ, lấy cái chưa thái đấy. Ừ. Thôi tù mù luôn rồi nhanh. Chọn cái ngon. Ừ, cho cái kia vào. Hay cho... Đây, cho vào. Sân siêu. Này là anh mang đi biếu người Mông ấy. Nên là... Biếu người Mông à? Ờ. À. Này, trả tiền mày. Cho này, đã mua à? Mua đây. Anh em này là bán thịt lợn là ngon nhất chợ luôn các bạn nhé. Hôm nào nó cũng thửa lợn ngon. Mua đây đi yên tâm. Còn lợn phía đằng kia cũng ngon nhưng mà nói chung là không được lợn chuẩn như ở đây.
bút sư hút sư nữa. Bây giờ nó bao nhiêu vào tiền ra tiền. Rồi anh cảm ơn nhá. Vâng, chào anh nhá. À. Thì lấy anh 2 bao 20 cân đi. Hết còn 1 bao thôi anh ạ. Không phải lấy bao 25 cân thì 325 được. Được thì lấy bao 25, 2 bao 25 cân đi. Nói chung là loại đấy là ngon nhất chưa? Ở đây chỉ bán gạo này thôi, còn đắt. Nhưng mà trong quán này em là ngon nhất rồi đúng không? Thế lấy anh cái loại bao ngon nhất đấy, cái loại 10 cân này này. Lấy anh 5 bao. Cô ơi, cá khô ấy là bao nhiêu cân hả cô? 6 cân. 6 cân. 6 cân là bao tiền hả? 6.000. Dạ? 300.000. Được, thế lấy cho một thùng rồi nhé. Lấy một thùng nữa. Đấy, lấy một thùng thôi. Muối với ớt nhiều. Muối với ớt nhiều, nước mắm mà không ăn à? Nước mắm ít. Rồi, thế thì lấy cái đấy được. Chú đi làm từ thiện là chẳng đâu. Cháu vào trong bản ạ. Mì tôm bao tiền một kiện đấy nhỉ? 60.000 anh ạ. Lấy anh 2 kiện cho cụ ăn sáng nhá. Đây anh, 2